Hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Em biết đây. Và đúng như mình dự đoán đó chính là Musketeers, Skeleton Dragon and Hill Spirits. Đã bị giảm xuống. Các bạn biết là cái độ phủ của Musketeers, Skeleton Dragon với lại nó cực kỳ là quá nha, mạnh. CRL họ cũng sử dụng, và nói chung là tất cả các đấu trường trên ladder CRL là Fairy Battle hay là Grand Challenge họ đều sử dụng phân Musketeers, Skeleton Dragon, Hill Spirit. Hill Spirit mùa trước rất đã giảm một chút rồi, tuy nhiên mùa này vẫn còn quá mạnh. Và này, hôm nay chúng ta sẽ đến vào thông tin chi tiết hơn. First hit của Musketeers đã bị giảm xuống từ 0.5 xuống 0, lên tăng lên 0.8, tức là slow 60%. Đây là cái first hit nha. Còn cái tốc độ speed nó xong bao nhiêu giây đấy, hình như là 1.1 nếu mình nhớ không nhầm, thì nó vẫn như vậy, nhưng mà first hit của Musketeers sẽ bị giảm đi và Musketeers sẽ bắn chậm hơn ở cái turn đầu tiên, cũng như là three Musketeers cũng vậy. Hit speed của Skeleton Dragon down từ 1.7 xuống 1.9, là phải nói là Skeleton Dragon quá mạnh, quá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Healing Hill Spirit giảm xuống từ tức là cái phần máu của nó là từ tăng từ 366 xuống thành 332, hơi quả này đúng là đòn chí mạng cho Hill Spirit. Roy Hawk, cái từ hover nghĩa là gì nhỉ? Mình sẽ từ xem từ này nghĩa là gì, mình cũng không hiểu chứ. Hover à. Hey, mình không hiểu cái từ từ này, mình không hiểu cho lắm. Ok, để mình sẽ chọn đây. So many player have already not Musketeers. Nói chung là Musketeers đang bị mê trong meta quá nhiều và nó phổ biến ở both player ability. Nói chung là họ phân tích ra rất là đúng và làm skeleton. Tuy nhiên thì bắt thử Royal Ghost boost. Cái này là như nào nhỉ? Technical speaking. Để mình sẽ dịch ra, mình không hiểu chỗ này lắm. Năm cách dễ hiểu, công cụ Hover được giới thiệu khi mà Battle bước vào trận đấu trong cái mùa thứ 6, nhưng không rõ lý do vì sao Supercell đã quyết định không kích hoạt khả năng này cho đến khi tận cuối cùng. Chúng tôi nghĩ là có liên quan đến một cái điểm cực kỳ kỳ quặc tương đối tương tác và khách hàng trước đó. Cơ chế này được gọi là nhấp quân độ khả năng vượt sông. Vượt sông. Với khả năng có khả năng vượt sông và như vậy không phải khả năng chính trong liên quan thử nghiệm. Hai thay đổi này có nghĩa là nghiện từ góc độ hình ảnh Battle và Roy không chạm đất khi di chuyển. Đúng rồi, đúng rồi, nó bay lượn, mình hiểu từ đấy rồi. Ghost là một con ma và Battle là một con bay ở trên không, tại sao không thể vượt sông? Đúng 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 đúng, đúng. Ok, hiểu rồi. What Royal Dragon? What? Royal Giant đâu? Fisherman đâu? Where? I need Fisherman Royal Giant Hunter. Come had Royal Ok, cảm ơn anh em đã xem nhá. Bye bye. See you and turn on notification and don't miss next live stream. Thank you so much.